Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mưu nhập viện cấp cứu. Ngày 16 tháng 8, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mưu nhập viện để giải phẫu thuật vì bệnh rãnh ruột. Cuộc phẫu thuật mất nhiều thời gian nhưng sức khỏe của cô hiện chưa được ổn. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mưu, chị ruột của nghệ sĩ Thoại Mỹ cho biết, do tình trạng sức khỏe của Thoại Mưu vẫn chưa tiến triển nên nhà hát Trần Hữu Trang quyết định tạm ngừng tập vở cổ tích thời hiện đại. Đạo diễn Trần Ngọc Giao vừa tham gia hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 để chờ Thoại Mưu bình phục sức khỏe. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mưu sinh năm 1953 là nghệ sĩ cải lương Việt Nam. Năm 2019, bà dường tặng danh hiệu cao quý nghệ sĩ nhân dân cùng các nghệ sĩ khác như nghệ sĩ Thanh Tuấn, nghệ sĩ Thanh Ngân, nghệ sĩ Minh Phương, nghệ sĩ Thanh Nam, nghệ sĩ Giang Châu. Thoại Mưu xuất thân trong gia đình có tới 12 người con, trong đó có 5 nam, 7 nữ. Nghệ sĩ Thoại Mưu là con thứ 5 trong đại gia đình. Khi còn nhỏ, bà rất mê cải lương, mặc dù gia đình không có điều kiện, nhưng khi thấy Thoại Mưu có khả năng khéo, bà nội của Thoại Mưu đã đưa bà đi học ca đại tài tử cải lương tại Thần Đền, Mười Phú. Cũng từ đó mà Thoại Mưu bắt đầu theo thầy đi hát tại các quán cũng như các cuộc chơi đờn ca tài tử. Cùng với đam mê mà sau này khi học lên trên, Thoại Mưu đã lựa chọn cho con đường ca hát và sự nghiệp cho bản thân mình. Dù cho sau này con đường ấy đã không hề đơn giản chút nào, đến tận bây giờ bà vẫn vui, tự hào và cảm thấy yêu nghề hơn nữa. Năm 1969, Thoại Mưu trúng tuyển vào trường Quốc gia Tân Nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Khoa diễn cải lương tại đây, bà và các bạn của mình, nghệ sĩ Tài Lương, nghệ sĩ Đỗ Quyền, được các thầy cải lương tài danh truyền dạy. Sau 3 năm rèn luyện tại trường chính quy năm 1971, bà đã vững vàng đi diễn ở khắp nơi. Sau vở diễn Ngày Tàn Bạo Chúa, Thoại Mưu được nhận vào vai diễn Tiến Mai trong vở Cây Sầu Riêng Chỗ Bông. Với vở này, bà đã hóa thân vào nhân vật hoàn hảo đến mức khi mà tới đâu khán giả cũng gọi là bà Tiết Mai, và vở diễn này ăn khách kéo dài đến tận 5 năm. Không lâu sau đó, vở diễn Cây Sầu Riêng Chỗ Bông, bà lại tiếp tục thành công với các vai diễn Ngọc Khả trong vở Tâm Sự Ngọc Hân của tác giả Lê Huỳnh Hạnh, vai Hoàng Anh trong vở Nàng Hai Bên Ghế của nhà văn Ngọc Linh. Năm 1985, nghệ sĩ Thoại Mưu giành giải Huy Chương Vàng và vai diễn Hồng trong vở Giấc Sương Mù của tác giả Lê Huỳnh Hạnh. Có thể nói với từng vai diễn khác nhau, trong từng hoàn cảnh khác nhau, mức độ thành công từng vai diễn cũng khác như vì thế, tim tuổi của bà được khắc sâu trong lòng khán giả. Trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Thoại Mưu, đáng chú ý là vở Cây Sầu Riêng Chỗ Bông, bà đóng cùng nghệ sĩ Lê Thúy và trở thành kinh điển được biết. Trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Thoại Mưu, đáng chú ý là vở Cây Sầu Riêng Chỗ Bông, bà đóng cùng nghệ sĩ nhân dân Lê Thúy đã trở thành kinh điển được biết. Từ thuở quen biết đến nay, tình bạn của hai ngôi sao cải lương tài danh của Việt Nam đã kéo dài 45 năm. Nghệ sĩ nhân dân Thoại Mưu chia sẻ về tình bạn với đàn chị, bà nói: "Bà nói tôi thần tượng với nghệ sĩ Lê Thúy dư lắm. Năm 1976, tôi may mắn được hát chung với chị. Tôi với chị rất thân. Khi ấy gặp chuyện trắc trở, buồn bã và tính đến chuyện tìm hướng giải quyết." Riêng Lê Thúy, bà cũng cho biết bà xem Thoại Mưu là như người thân trong gia đình. "Cùng tôi phải chị em ruột, nhưng thân còn hơn thế nữa." Thoại Mưu có tâm sự cùng tìm đến. "Tôi nói hết lòng," nghệ sĩ nhân dân Lê Thúy nói. Đặc biệt sự thân tình của hai nghệ sĩ không có trên sân khấu mà ngoài đời họ cũng lo lắng cho nhau. Nghệ sĩ nhân dân Thoại Mưu nhớ lại: "Tôi mất mẹ sớm, chỉ còn ba thôi. Chỉ tôi thì mọi người một nơi. Tôi chỉ có Lệ Thúy là gần gũi nên tôi làm đám cưới. Chị ấy cũng đứng lo hết mọi thứ, từ đặt nhà hàng đến làm thủ tục." Đặc biệt, nghệ sĩ Lê Thúy hỗ trợ Thoại Mưu đi diễn. Bà là người đứng ra giới thiệu nghệ sĩ là đoàn cải lương 284
cũng như đạo đất diện cho đàn em. Ít có nghệ sĩ nào chỉ nghĩ được như vậy. Họ chỉ muốn đứng trên cao, không ngừng vị trí cho người khác. Nhưng ở chị Lê Thí thì ngược lại, nghệ sĩ lên dân thoải miêu nghẹn ngào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.